Một siêu công cụ về NFT giúp anh em có thể trải nghiệm mượt mà trong việc giao dịch các NFT của các bộ sưu tập cũng như là mua các NFT nhân vật của các dự án game để tham gia vào trò chơi. Hello anh em, lại là mình Eric đây. Thì NFT đang ngày càng trở nên phổ biến khi các dự án về NFT, các tác phẩm nghệ thuật cũng như là các dự án game NFT và gần đây nhất là các hệ sinh thái, các dự án cũng đã ứng dụng NFT vào trong sản phẩm của họ. NFT được xem như là một trong những phần quà cũng rất là giá trị mà các dự án thường thì sẽ trả airdrop cho cộng đồng thông qua việc là họ những NFT đó và họ sẽ nhận được một cái phần reward. Trong video ngày hôm nay, Eric sẽ giới thiệu cho anh em về một nền tảng công cụ tổng hợp về NFT. Thì đây là một trong những nền tảng được xây dựng trên hệ sinh thái của Binance. Thì những cái tiện ích mà nền tảng này mang lại là cực kỳ nhiều anh em ạ. Nó không chỉ giúp anh em có thể giao dịch NFT mà còn có nhiều các công năng khác. Eric tin chắc rằng sau khi xem xong video này, anh em sẽ có thêm một offer để lựa chọn cho mình trong quá trình anh em giao dịch NFT cũng như là tham gia trải nghiệm vào các tựa game, tham gia vào các sự kiện Aerobe và Retroactive. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu video nào. Ocelot thì được xem như là một trong những công cụ tổng hợp về NFT đầu tiên trên blockchain BNB. Thì đây là một nền tảng giúp anh em có thể tiết kiệm được 88% phí giao dịch gồm nhiều giao dịch NFT trong một lần thanh toán. Thì anh em có thể thấy qua giao diện ở đây, khi anh em có thể truy cập vào ocelot.io, anh em nhìn thấy ở đây thì dự án phát triển về NFT Aggregator là công cụ tổng hợp, về Game Space là dành cho không gian game. Họ có build riêng cho mình một sản phẩm về ví, đó là Ocelot Wallet. Thì trong phần tiếp theo của video, Eric sẽ trải nghiệm cái ví này cho anh em xem để xem nó có mượt mà và anh em mình có đáng sử dụng hay không anh em nhé. Và về phần thứ tư, đó là về Ocelot Insight. Thì đây là một trong những nền tảng tổng hợp về NFT giúp anh em có thể tiết kiệm được phí gas giao dịch về NFT. Và hơn nữa là anh Eric bật mí là anh em có thể kiếm tiền ở trên đây luôn anh em nhé. Thì kiếm tiền như thế nào thì trong phần tiếp theo Eric sẽ nói luôn. Ocelot thì được phát triển trên Binance, cho nên đây là một trong những nền tảng công cụ tổng hợp NFT dành riêng cho hệ sinh thái Binance ở thời điểm hiện tại. Thì đây là một dự án cũng hoàn toàn mới thôi. Thì phần sản phẩm đầu tiên của họ đó là phần NFT Aggregator, thì Eric sẽ trải nghiệm luôn. Thì trong đây sẽ bao gồm những collection của các dự án trong hệ sinh thái Binance về mảng NFT hay là về mảng game hay là về mảng domains là tên miền đó anh em. Anh em cũng có thể thấy là những cái collection cũng khá quen mặt ở đây, đó là Space ID, Gold Cell và các dự án game cũng mới ra mắt trên hệ sinh thái của Binance. Thì về phần aggregator này, họ đã tổng hợp hầu như tất cả các dự án mà có bán NFT về game, về NFT hay về domains. Thì đây cũng là một trong những cái tiện ích trên cái nền tảng này. Thì Eric thấy cũng khá là hữu ích khi mình có thể overview được các dự án và mình có thể là nhìn được so sánh các giá của các dự án. Anh em có thể thấy giá sàn của các dự án ở đây, thì anh em cũng có thể cân nhắc và lựa ra cho mình dự án tốt để mình tham gia. Về không gian Ocelot Space thì ở trên đây cũng có những tựa game ở trên các hệ sinh thái. Ở đây không chỉ là những tựa game trên BNB Chain mà còn có là các tựa game trên Avax và Polygon. Có thể nói là về mảng NFT game thì dự án này cũng đang hướng tới việc multi-chain, ứng dụng nhiều chain khác nhau vào trong cái nền tảng này, không chỉ là trên hệ sinh thái của BNB Chain. Bên cạnh đó thì họ còn có Marketplace. Ở đây thì anh em có thể thấy là họ cũng có một NFT Marketplace là chuyên bán các NFT của các dự án game để anh em có thể mua và tham gia vào tựa game. Anh em có thể nhìn thấy ở đây thì về dự án game Monet này thì họ cũng bán những cái NFT và tổng hợp ở đây. Eric thấy giao diện của nó khá là bắt mắt và cũng là dễ sử dụng, và Eric rất thích những cái nền tảng tổng hợp như thế này. Mình có thể trải nghiệm cũng như là nó tích hợp nhiều thứ. Đa phần những cái nào mà đầy đủ tính năng và tích hợp nhiều thứ thì sẽ được ưu tiên sử dụng, đúng không anh em? Ngoài ra thì họ còn có thêm một, đó là INO, là bán những cái box và những cái chest của các dự án. Thì đây cũng là một trong những tổ hợp công cụ hỗ trợ cho các dự án GameFi trong quá trình bán các cái box của mình luôn anh em. Thì ở đây Eric sẽ giải thích thêm cho những anh em người mới, những anh em chưa biết INO là gì, để anh em có thể nắm rõ hơn anh em nhé. INO nghĩa là Initial Offering, có nghĩa là phát hành NFT lần đầu, tương tự như là ICO này, IEO, IDO cũng như là IGO. Khái niệm về INO chỉ việc phát hành lần đầu tiên của NFT khi ra mắt cộng đồng, cũng như là một hình thức gọi vốn thông qua cộng đồng bằng việc bán các NFT của dự án. Thì đây cũng là một trong những khái niệm mới cũng xuất hiện trong thời điểm GameFi ra mắt trong mùa vừa rồi. Eric tóm gọn lại vậy để cho những anh em người mới có thể hiểu hơn anh em nhé. Ok anh em, tiếp theo là về Referral Event. Thì đây cũng là một trong những phần mà có thể giúp anh em có thể kiếm được tiền khi tham gia trải nghiệm trên nền tảng này. Ở đây thì về các sự kiện Referral Event này thì họ sẽ tiếp tục update thêm trong thời gian sắp tới. Anh em có thể thấy thì đây là một nền tảng cũng rất là bắt kịp xu hướng khi gần đây
chúng ta cũng có đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đó là World Cup. Thì ở đây Ocelot cũng có một cái sự kiện riêng dành cho những user tham gia trải nghiệm các sản phẩm của họ. Hiện tại thì cái pool thưởng này vẫn đang còn 971.000 đô, thì đây cũng là một trong những cơ hội để giúp anh em có thể tham gia vào sự kiện này anh em nhé, và kiếm được tiền trong cái mùa thị trường khó khăn như thế này. Ok anh em, nếu anh em đã xem video tới đây mà thấy video này hay thì nhớ ủng hộ cho Eric cũng như Bang Bang Gaming một like và một subscribe để ủng hộ cho chúng mình có thể ra được những video hay hơn anh em nhé. Thì tiếp theo Eric sẽ trải nghiệm cái ví Ocelot Wallet này để xem các tính năng của nó như thế nào, có đáng để anh em tải về và sử dụng hay không anh em nhé. Đầu tiên thì anh em sẽ vào App Store, sau đó anh em search là Ocelot để anh em có thể tải ví về nhé. Sau khi tải ví về thì anh em cũng có thể thấy giao diện ở đây cũng khá là bắt mắt. Về token thì hiện tại dự án đang hỗ trợ cho BNB Chain, Polygon, Ethereum và Avax. Về mục NFT, anh em có thể thấy là có các hỗ trợ về game, collectible và domains. Về mục gateway thì họ cũng đưa ra những cái dự án đang chuẩn bị bán public sale để anh em có cân nhắc để có thể tham gia. Về phần DApp thì anh em có thể thấy ở đây cũng rất là tiện ích với phần Market Overview, Ocelot Game Space, Marketplace Aggregator, Staking, Farming và một số tính năng khác anh em có thể thấy ở đây. Thì đó là những cái tính năng của Ocelot Wallet anh em có thể thấy mình vừa trải nghiệm cho anh em xem. Thì hy vọng qua những cái trải nghiệm của mình anh em sẽ có thêm những cái insight để biết được xem Ocelot Wallet có đáng để anh em trải nghiệm và sử dụng hay không. Tiếp theo là về phần cuối cùng, đó là về phần Ocelot Insight. Thì Ocelot Insight sẽ cập nhật những tin tức về NFT cũng như là thị trường NFT và các tin tức quan trọng về dự án Ocelot. Thì anh em có thể thấy ở đây thì về phần category, họ có phân bổ ra các danh mục rõ ràng, đó là Business, Guide, News, Product và Remote. Thì Ocelot Insight cũng là một trong những cái tổ hợp trong nền tảng platform Ocelot này. Ok anh em, thì qua những cái chia sẻ của Eric trong video này cũng như là những cái insight Eric mang tới cho anh em, giúp cho anh em có thêm những offer và những cái lựa chọn để anh em có thể tham gia trải nghiệm trong thị trường NFT cũng như là thị trường game NFT đầy tiềm năng anh em nhé. Video này cũng sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo với những chuỗi series hay hơn. Và đừng quên ủng hộ cho Bang Bang Gaming một like và một subscribe anh em nhé, cũng như là ủng hộ cho Eric nữa. Bye bye anh em.